Đội bóng số 1 thế giới và nhà đương kim vô địch châu Âu Italy cuối cùng lại phải chơi trận tranh hạng 3 UEFA Nations League sau những diễn biến vô cùng khó tin ở hai cặp bán kết vừa qua. Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với Tây Ban Nha và được chơi trên sân nhà San Siro nhưng đội tuyển Ý đã phải nhận thất bại cay đắng với tỷ số 1-2. Tây Ban Nha đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Bonucci để giữ vững lợi thế từ cú đúp của Ferran Torres và mang về chiếc vé vào chơi chung kết. Thất bại này cũng chính thức chấm dứt chuỗi 37 trận bất bại của nhà vô địch Euro 2021 và giờ đây người Ý sẽ phải đối mặt với đội tuyển Bỉ không hề dễ chơi. Bỉ đã có màn trình diễn ấn tượng trước Pháp ở trận bán kết 2 UEFA Nations League vừa qua. Quỷ đỏ là những người vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 40 phút nhờ sự xuất sắc của Carrasco và Lukaku. Nhưng đội tuyển Pháp đã chứng tỏ vị thế của nhà vô địch thế giới với màn ngược dòng ấn tượng và đỉnh điểm là siêu phẩm ấn định tỷ số 3-2 của Hernandez. Rõ ràng với việc gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng là điều đáng buồn với cả hai đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới vào lúc này. Nhưng chắc chắn cả Ý và Bỉ không ai muốn thua. Hơn thế cuộc đối đầu này cũng chính là màn tái hiện lại trận tứ kết Euro 2021 vừa qua, nơi mà đội tuyển Ý đã vượt qua Bỉ 2-1 để rồi sau đó thẳng tiến đến trước vô địch huấn luyện viên Mancini sẽ mất đi một nhân tố quan trọng trong đội hình đó là trung vệ bonucci thay thế vị trí đội trưởng đội tuyển ý sẽ là người đồng đội của anh ở hàng thủ kialini hàng công của đội bóng áo thiên thanh sẽ vẫn là bộ ba đã ra sân ở trận bán kết với tây ban nha đó là insigne Chiesa và benadeschi bên phía đội tuyển bỉ mọi hy vọng sẽ vẫn đặt lên vai lukaku cầu thủ của chelsea đang có phong độ cực cao và cũng chính anh đã chọc thủng lưới đội tuyển ý ở euro vừa qua Tất nhiên, mọi đường bóng tấn công sẽ vẫn qua chân De Bruyne, người thường xuyên được bố trí đá hộ công trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tỷ lệ đối đầu của hai đội cho thấy đội tuyển Ý đang vượt trội so với đối thủ khi đã thắng 4 trên 5 lần đối đầu gần đây. Dù mới bị Tây Ban Nha cắt đứt chuỗi 37 trận bất bại, nhưng phong độ của nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn rất ấn tượng so với con số để thua 2 trên 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển Bỉ. Ở tỷ lệ này, đội tuyển Ý chấp Bỉ 1 phần 4, Việc phải thi đấu trận tranh hạng ba UEFA Nations League quả thật là khó có thể chấp nhận với đội tuyển Ý, những người đang là đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, việc thi đấu trên sân nhà sẽ là sức ép khiến thầy trò Mancini buộc phải chơi hết mình để tiếp tục đánh bại đội tuyển Bỉ như phần lớn các cuộc đối đầu đã qua. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 2 1/2. Đã có đến 3 trên 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội khép lại với tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Tại Euro 2021 vừa qua thì đội tuyển Ý cũng đã đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1. Và đây cũng có thể là kết quả của trận đấu sắp tới, bởi hàng công của hai đội đều đang chơi rất hay. Dự đoán của thể thao văn hóa, đội tuyển Ý sẽ đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1.